Game Vui TV xin chào tất cả các anh em, các bạn bè. Lời đầu tiên Game Vui xin chúc tất cả các anh em, các bạn bè, các cô, các chú sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, một công việc thật là ổn định, một ngày mới phát tài phát lộc. Hôm nay Game sẽ soi cầu miền Nam thứ tư ngày 14 tháng 6 2023. Đài miền Nam có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Game sẽ cho anh em đầu đuôi lô 3 đài, lô xiên kẹo 3 đài và lô 3 càng của đài miền Nam để cho anh chị em tham khảo. Để tiếp bước ngày hôm nay thì ta thống kê lại ngày hôm qua, cái lọc ngày hôm qua của game. Lọc thứ 3, 13 tháng 4, tháng 6 như sau. Hôm qua thì ta được một cái lọc là được cái lọc 64. Bạc Liêu được một nháy 64 ở đài Bạc Liêu. Hôm qua ta được một nháy 64 ở đài Bạc Liêu. Chúc mừng. Còn những cái đài khác thì bị những cái số khác toàn bị lộn. Đài 4994 thì nhảy vào Vũng Tàu, 2882 thì nhảy về Bến Tre, nên là hôm qua là cầu về lạc đài, lộn đài nên là không được nhiều. Ta được một cặp 64 của đài Bạc Liêu. Rồi, chúc mừng tất cả anh em đã theo kênh Game Vui về được cái lọc 64 của đài Bạc Liêu. Còn về ngày hôm nay, đài Vũng Tàu số 1, xin lỗi anh em, là đài Vũng Tàu 64 là đài Vũng Tàu. Còn về ngày hôm nay thì đầu đuôi Game sẽ cho anh em cặp số để cho anh em tham khảo, đó là gặp 23.32. Còn về đài Cần Thơ sẽ là cặp 17.71. Về đài Sóc Trăng, đài Sóc Trăng hôm nay sẽ là cặp 29 lót 92 để cho anh chị em tham khảo. Xin với lúc 3 đài ngày hôm nay sẽ là cặp 65 lót 56 và lôi xiên hôm nay thì sẽ là 32 đài 92 để cho anh chị em tham khảo. Ở về lỗ kép miền Nam hôm nay sẽ là cặp 55 lót 77 và lô ba càng của đài miền Nam hôm nay thì Game sẽ cho anh em cặp là 235 và 426 để cho anh chị em tham khảo. Trên đây là những con số chuẩn của Game VTV soi cầu miền Nam thứ tư ngày 14 tháng 6 2023. Đồng Nai 2332, Cần Thơ 1771, Sóc Trăng 2992. Với lô 3 đài sẽ là cặp 56 lót 65 và đôi xiên sẽ là 3292. Ở với lô kép miền Nam hôm nay sẽ là cặp 55 và 77. Ở lô 3 càng sẽ là 426 và 235 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em và mọi người xem video thì nhớ hãy like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh Game Vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn. Và chúc mừng tất cả các anh em đã theo kênh Game Vui về được cái lộc 64 Vũng Tàu ngày hôm qua. Và chúc tất cả các anh chị em một ngày mới vui vẻ, an lành, bình yên, một sức khỏe dồi dào, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn tất cả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.